À, kênh trung tâm cây giống là một đơn vị chuyên cung cấp tất cả các loại cây ăn trái nha bà con. Đó, cây ăn trái, cây lâu năm, cây bonsai, cây trang trí, đó, khu vườn. Đó, thì trong cái video ngày hôm nay chia sẻ với bà con về cái giống dừa, dừa Mã Lai, một trong những loại dừa nhanh cho trái và năng suất nhất hiện nay. Cái thời gian cho trái thì chúng ta trồng chăm sóc tốt là 18 đến 24 tháng là bắt đầu là được xuất khẩu, được xuất khẩu. Cho nên bà con trồng dừa bà con rất là yên tâm. Ha. Đây. Đây là vô dừa Mã Lai ha, bà con thấy dừa Mã Lai không? Cái dừa Mã Lai tiêu chuẩn á thì cái hoành trái từ 42 trở lên, tức là cái hoành trái nè. Tức là cái hoành của trái như vậy nè, mình đo lại là từ 42 trở lên ha. Thì bên trung tâm cây giống là giao dừa cho bà con là bằng cái dừa trần, không bao giờ vô bầu ha, không bao giờ vô bầu. Để dừa trần để mình phân biệt được cái dừa chuẩn giống hay không chuẩn giống nha bà con. Tại với dừa thì nếu bà con mà vậy rất là dễ bị nhầm lẫn với những cái loại dừa khác. Đó, còn bên trung tâm cây giống là luôn luôn cam kết với bà con về cái độ chuẩn giống, chuẩn giống cho bà con yên tâm, bà con đầu tư đó, tất cả các loại cây giống bên trong kênh đều cam kết bằng giấy tờ để cho nó có cái sự yên tâm cho bà con đó. Đây ha, con thấy không, dừa này thì cái đơn này là để giao cho một chủ đầu tư ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, 150 cây dừa Mã Lai, và một anh nữa là 350 cây ở huyện Tân Châu ở huyện Tân Châu thì khách cũng đã chuyển cọc rồi nè, khách chuyển cọc rồi thì bây giờ bữa nay là đến ngày hẹn thì giao lên xe để giao đó. Đây thì anh em bên trung tâm giống đang bấm cái tem, vào để giao cho bà chủ đầu tư. Trong đây thì... đây là cái lô dừa này đang chuẩn bị lên xe rồi, xong cho ai lên xe đi. Bấm cho nó đủ rồi. Người, người. Đó thì anh em nè đang chắc dừa lên ha, chắc dừa lên cho một anh ở anh Tân ở xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Thì những cái khu vực vòng vòng, những khu vực mà cách đến trung tâm cây giống khoảng 200 đến 300 cây số thì chúng tôi số lượng nhiều thì chúng tôi sẽ cho giao bằng đường xe, đường xe để cho hạn chế được cái cây của mình nó đảm bảo được cái si sức á. Còn những bà con nào ở xa không đến được trung tâm cây giống hay là mua cái số lượng hạn chế, số lượng ít thì bên trung tâm cây giống vẫn có đường đóng hàng bằng đường online. Online tới cho chủ đầu tư nha bà con, tất cả các mọi miền đã bán luôn, tất cả mọi nơi luôn đó. Thì bà con nào có nhu cầu sử dụng giống như thế nào thì bà con có thể liên hệ cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình hoặc kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ chụp từng mẫu cây gửi cho bà con. Nếu bà con nào ưng chốt thì chúng tôi sẽ lên đơn. Đây bà con thấy không, cái cây trồng thì cái kích thước nè, cái kích thước của cái trái dừa, cái khoảng cách cái chiều cao thì nó khoảng 5 tấc, 5 tấc như vậy là nó đủ tiêu chuẩn trồng nha bà con, rất là đủ tiêu chuẩn trồng. Thì khi bà con nhận cây về thì bà con cắt mà những cái rễ như vậy nè, những cái rễ như vậy thì bà con hãy cắt bỏ hết mấy cái rễ này để chúng ta trồng xuống thì những cái rễ khác nó lú ra thì chúng ta mới phát triển được. Còn những cái rễ như vậy nó bị dập rồi nó bị dập rồi, bà con nên nhớ nha, nó bị dập rồi thì mình trồng xuống thì cái cây mình nó sẽ chậm phát triển đó. Cho nên chúng ta đem về chúng ta phải cắt xác luôn thì chúng ta trồng theo cái quy trình bên trung tâm cây giống chia sẻ đó, là trồng nghiêng 45 độ, trồng nghiêng 45 độ, bón phân bón lót hữu cơ đó, xong rồi tưới kích rễ thì cây mình sẽ phát triển rất là tốt và thời gian mà bà con trồng đúng theo kỹ thuật, đúng theo quy trình bên trung tâm cây giống chăm sóc cái thời gian cho trái thì nó khoảng tầm từ 18 đến 24 tháng là cái dừa Mã Lai chuẩn giống sẽ cho lưỡi mèo nha bà con đó. Đây anh em cũng đang chắc lên chắc hai đơn đi Tây Ninh đó. Thì bà con nào chốt đơn ở những cái khu vực miền Tây hay khu vực miền Đông hay là khu vực Tây Nguyên thì chúng tôi sẽ ghép chung đơn lại để cho nhiều 2-3 hộ 2-3 chủ để đi giao cho nó thuận tiện cho bà con. Nói bà con đó, nhưng cái này không biết đó. Rồi khi đồng hành với bên trung tâm cây giống là cái humic nè, humic da băng ron đây là cái humic da băng ron vua ra rễ dại độc phèn ngộ độc hữu cơ chống ngạt rễ tốt đất xanh cây. Một bịch như vậy là 1 kg nha, 1 kg thì chúng ta dùng cho tất cả các loại cây ăn trái luôn, trong từng giai đoạn luôn nha bà con. Thì ở ngoài sau nó sẽ có cái hướng dẫn sử dụng nè, hướng dẫn sử dụng pha tỷ lệ như thế nào thì bên đây đều có ha. Thì một bịch như vậy bà con pha theo cái khuyến cáo của bên trung tâm cây giống là 600 lít nước mỗi một cây dừa như vậy chúng ta trồng thì chúng ta sẽ tưới cho mỗi một cây là 2 lít ha. Thì trong định kỳ từ 7 đến 10 ngày chúng ta sẽ tưới lại một lần. Cái dừa nó rất là dễ nhanh bắt cái rễ để nó phát triển trong cái vùng đất. Thì khi mà cây dừa nó phát triển rồi bắt đầu chúng ta sẽ chăm sóc theo cái định kỳ, tức là mỗi một tháng đến một tháng 10 ngày chúng ta phải bón phân nè, thứ nhất là, thứ hai nè chúng ta xịt thuốc dưỡng nè, xịt thuốc cho người bệnh nè đó, thấy không?
Đây là một cái này bên trung tâm cây giống là có cung cấp nha bà con, à, có cung cấp fumix cho bằng ron đó, một bịch như vậy là 1 kg, à, 1 kg thì bà con nào có cần mua hàng hay có cần sử dụng để xài cho những cái vườn của mình đã trồng rồi, bà con có thể liên hệ với trung tâm cây giống, chúng tôi sẽ đóng đường bưu điện để gửi cho bà con ra không, để bà con tưới vào cái khu vườn của mình, nó rất là hay, rất là tốt, cực kỳ tốt, là kích thích rễ rất là mạnh luôn nha bà con đó. Thì ra cái video này ha, muốn chia sẻ với bà con về cái dừa, ha, dừa Mã Lai, ha, giao cho chủ đầu tư ở Tây Ninh, ở Tây Ninh, Tân Châu, Tây Ninh và huyện Bến Cầu, Tây Ninh hai chủ ha, rồi đồng hành chia sẻ về cái humic da băng ron, ha, humic da băng cách sử dụng như thế nào để cho bà con mua về bà con sử dụng cho cái khu vườn của mình đó, bà con nào có cần cung cấp cây giống chất lượng đảm bảo rõ nguồn gốc, bà con cứ liên hệ cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình để chúng tôi sẽ tư vấn thêm, tư vấn thêm cho bà con tùy dụng đất từng loại cây, bà con nào thích trồng thích hợp đó. Rồi xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.